riềng các bạn gọt sạch vỏ xong rồi các bạn sắc thật là nhuyễn, băm nhuyễn luôn. Sả các bạn cũng băm lại cho nhuyễn nha. Tỏi các bạn cũng băm cho nhuyễn. Đặc biệt là cái riềng trong cái phần nguyên liệu tôi ghi là riềng sạch vỏ nhưng mà chưa có bầm á, thì bây giờ các bạn sắc lát mỏng, sau đó sắc sợi và băm trở lại. Băm cái riềng và chúng ta sẽ sử dụng là 50 gram riềng. Cái lượng riềng rất là nhiều, lượng sả cũng khá là nhiều, 50 gram sả và 50 gram riềng. Món này nó khác với cái món mắm ruốc xào ba rọi hôm trước của mình, ở chỗ là vị của mắm ruốc xào ba rọi ở miền Nam chỉ có sả, người miền Nam không ăn được cái riềng. Lưu ý chỗ đó nha các bạn, người miền Nam có riềng vô ăn khó ăn lắm, nhưng người miền Bắc người ta lại rất là thích cái vị của riềng, cho nên trong món này là nó có cái vị của riềng băm, các bạn băm nhỏ riềng ra. Như vậy chúng ta gồm có riềng, sả, tỏi, hành băm, ớt xay. Cái miếng thịt thì thường khi chúng ta để tủ đông ra nó hơi bị có cục chút xíu, các bạn cho vào khoảng 2 muỗng canh nước và các bạn trộn đều, các bạn đánh lên cho nó tơi ra chút xíu. Các bạn cho vào khoảng 2 muỗng canh nước, chúng ta đánh cái thịt cho nó tơi ra chút. Dầu ăn các bạn cho vào khoảng 20g, tức là khoảng 3 muỗng canh. Hoặc là nếu có mỡ nước thì cho mỡ nước vào nha Phan, mình có mỡ đó em xài mỡ đi ngon hơn. 3 muỗng canh mỡ nước hoặc là dầu ăn. Các bạn để dầu nóng, các bạn sẽ cho hết riềng, sả, tỏi vào. Chỉ có là không có cho ớt vào thôi. Chúng ta cho riềng, sả, tỏi vào, chúng ta phi vàng cái phần này cho nó thơm lên. Các bạn ơi, cái lượng sả với riềng của mình nhiều quá cho nên các bạn cho thêm vào khoảng 3 muỗng canh dầu nữa. Cho thêm vào khoảng 3 muỗng canh dầu, tức là gấp đôi cái lượng dầu đó nha. Cho thêm gấp đôi đi em. Sau khi các bạn phi thơm cái riềng sả tỏi rồi, các bạn cho ớt vào nha. Cho ớt xong á, rồi các bạn cho luôn thịt vào, phi cho nó thơm chút nữa em chưa được, tùy theo mỗi nhóm cái nhiệt độ nó khác nhau. Chưa cho mắm vô. Mắm tép các bạn có 60g, các bạn sẽ cho thêm 60g nước vào và các bạn lọc cái phần mắm tép này đi. 60g mắm tép, cho thêm 60g nước vào và lọc. Các bạn xào cho thơm, cho cái thịt nó cháy cặn rồi mới cho mắm tép vào nha các bạn. Sau khi mà các bạn thấy cái thịt nó đã khô lại giống như mình rang, giống như rang đậu phộng rồi đó, thì lúc đó là mình mới cho cái phần mắm tép vào. Cho mắm tép vào rồi các bạn luôn lửa nhỏ, tay mình khuấy đều cho đến khi cái mắm tép nó sền lại và nó khô cái mắm lại. Khi mà thịt nó đã vàng săn và nó thơm rồi, các bạn cho đường vào đi. Khi nó đã săn rồi các bạn cho đường vào, xong rồi sau cho mắm tép vào. Sau khi cho mắm tép vào rồi, các bạn đảo cho đến khi cái mắm tép này nó ráo lại, nó cạn nước, thì các bạn sẽ thêm 10g dầu điều và 10g sa tế. Chúng ta đảo thêm khoảng chừng 3 phút nữa là chúng ta tắt bếp và chúng ta bút ra được rồi. Món này thì nó là một cái món mắm, cho nên khi ăn thì là người ta sẽ ăn kèm với dưa leo hoặc là những cái loại như là cà tím sống cắt lát ra. Nhóm 2 thì các bạn rang thịt quá kỹ đi, cho nên cái thịt nó cứng quá. Và khi cho mắm vô nó làm cho cái miếng thịt nó bị giống như bị giòn như tấm mỡ luôn thì không được. Nhóm 3 thì các bạn cho thịt vào, các bạn xào á. Tôi nghĩ là các bạn không có đánh trước với lại nước, cho nên cái miếng thịt nó bị bón cục từng cục thịt. Và khi cho nước vào á, khi cho mắm vào các bạn cũng không xào lâu, mà các bạn để lửa lớn quá cho nên nó bị cạn luôn và các bạn lấy ra, do đó cái mắm và cái gia vị nó bị rời rạc với nhau, nó không có thấm với nhau. Nhóm 4, xào thịt thì còn cái độ mềm mại, vị rất là ngon và thơm. Cái độ dầu của nhóm 4 là cũng vừa phải, theo tôi là nó nên có một chút dầu như vậy thì nó nhìn nó mượt mà cái mắm hơn. Nhóm 6 và nhóm 7 thì vị gần như là tương đương 1-9-1-10, thơm, ngon và ráo, nhưng mà có điều nó ráo quá đi, cho nên là khi mà bán thì sợ nó kém cái độ hấp dẫn. Còn hiện nay thì rất ổn, vì cái món mắm tép rang thịt thì người ta bán, người ta để rất là lâu, người ta cho vào hũ người ta bán, người ta không cần để tủ lạnh luôn á. Cho nên là cái món này nhóm 6 với nhóm 7 là làm rất đạt yêu cầu cái chuyện để bảo quản. Chính ra là 6, 7 này em làm rất đạt yêu cầu về bảo quản, tức là nếu em bán em có thể bán cả tuần là không cần để tủ lạnh. Nhưng mà do mình bán trong siêu thị, mình bán hàng ngày, cho nên em nên làm theo nhóm 4 thì nhìn nó mượt mà hơn. Nhóm 5 hồi nãy thì cô quên mất cái phần. Nhóm 5 cũng đặt yêu cầu, chỉ có điều là hơi nhiều dầu quá thôi.